Diệu pháp chuyển thân vô sự thế thì quyền thông quá kiếp khỏi lo toan. Tâm linh mắt thánh xem ba cõi tánh hiển tai thần lóng phúng bốn phan. Phổ tế chúng sanh qua bể khổ di đà. Miệng niệm lánh trần gian quý vị à. Còn bây giờ chúng ta không niệm di đà mà chúng ta cứ niệm ba qua. Sống đua đòi theo thiên hạ hết ghét người này đến thù hận người kia chém giết như vậy. Thì cô bác anh chị em ơi ở dương thế tạo nhiều cảnh khổ xuống quỳnh tiền địa ngục khảo hình tuy lưới trời thưa rộng thinh thinh chứ chẳng lọt những người hung ác quý vị cho nên đức chúng âm ẩm... mới nói là nhân vô quả quảng bất hồi đầu tại sao đức phật phải đưa ra những cái khổ đó mà trong kinh a hàm thì đức phật cũng dùng cái pháp tỷ dụ này chúng sanh đang ở trong cái nhà lửa tam giới nhưng mà không có biết cho nên có một cái ông mà phú hộ ông đến đó đó ông mới lại cho tất cả những cái đứa trẻ đó về phương tiện này nọ rồi đó để làm chi để nó chạy ra nó mê cái phương tiện đó đó nghe theo lời mà kêu gọi của của ông trưởng giả đó mà nó chạy ra khỏi nhà lửa tam giới thì bây giờ đức thầy cũng chỉ cho chúng sanh biết được là trong biển khổ mau mau tránh khổ hay hoặc là cảnh hồng trần nhiều nỗi nhút nhơ ráng hiểu rõ quyền cơ mà tránh hay biển hồng trần lao lý dịu dơi xô đẩy mãi trong vòng ngủ trượt là dạ yeah, thì hôm nay đi đến đây thì em gặp lại huynh nghĩa thì huynh ơi thì hôm nay cho đại hỏi như thế này thì uh, trên cái bước đường đi của ngài sư minh tệ á, thì uh, rất là nhiều gian nan thì ngài tu theo cái hạnh đầu đà thì ai cũng biết rồi nhưng thì có như, trên cái bước đường đi á, thì có nhiều vị nói uh, xấu ngài sư minh tệ thì uh, cũng đã bị hoại thì hôm nay á, thì uh, trên cộng đồng mạng mình á, thì cũng có một cái vị này á, thì cũng uh, nói chung là nói những cái lời phản cảm với ngài thì liệu như nếu mà nói như vậy thì sẽ có bị hoại giống những gì kia không thì mong hôm nay huynh gieo duyên nói cho mọi người nghe về cái thành trụ hoại diệt để mọi người biết mà lo tu tập trong cái thời kỳ này nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà phật à, lời đầu tiên con xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và kính chúc quý vị luôn được an lành ấm no hạnh phúc trong từ quan của phật pháp thưa quý vị con nghi mới có vấn hay cái gì nhưng mà thường thường cô bác anh chị em chúng ta thường nghe nói là vấn dĩ mà đáp nan với gì à câu hỏi thì thấy là đơn giản nhưng mà khi trả lời thì nó không giản đơn chút nào là tại sao tại vì có đôi khi con có nhân duyên với cô bác thì con trả lời cô bác nghe rất là hay nhưng mà nếu con không có nhân duyên với một người nào đó thì nó không cùng trong cái nhìn nó quý vị nó cũng có những cái mà bất đồng thì thế gian này nó cũng có những cái buồn vui lẫn lộn như vậy đó nó mới là thế gian quý vị cũng giống như bây giờ sư minh tuệ mà khi xuất hiện thì nói chung dưới góc nhìn của công chúng thì người ta lại thấy có một cái niềm an lạc là thấy được cái chánh pháp của đức phật thích ca mâu ni mà những cái pháp mà cao siêu tột diệu hồi trước tới giờ chưa có ai làm được thì thấy ngài làm được rồi có người thì bất đồng chánh kiến thì người ta nói là thấy ông có tu tập gì đâu tu sai với chân lý nếu ai mà tu như ông vậy đó thì đất nước này sẽ ra sao rồi thậm chí thì người ta lại nói cho ngài một cái quan tình nữa đó là quý vị từ khi mà ông xuất hiện thì lại có những cái cơn bão tố phong ba những cái trận mà mưa nắng nó bất thường thì thưa quý vị đây cũng là cái mà vấn đề con sẽ trao đổi cùng với tất cả chư quý đồng đạo theo cái góc nhìn của con nha thì con từ trước tới giờ chỉ nghiên cứu về giáo lý Phật Đà và giáo lý của đức thầy để con tu tập. thì nói chung người hòa hảo thì lúc nào cũng nhớ đến lời của đức thầy quý vị. thì làm hết các việc từ thiện đến tất cả điều độc ác quyết rửa tấm lòng cho trong sạch. hay đức thầy còn dạy chúng con là lòng hiền giữ dạng sớm chiều xem kinh niệm Phật miễn miều mặt ai cho nên do đó mà qua cái, cái sự nghiên cứu của chúng con rồi lại được kết dương lành cùng với mấy đệ nó có một cái niềm tin khi có những cái chuyện mà nó xảy ra thình lình trong cuộc sống này thì thường hỏi để con hiểu được những cái lời uh, sấm ký của cụ trạng hay hoặc là những cái lời mà đức thầy đã tiên đoán trước trong giáo lý của mình và nhất là trong giáo hệ bộ Sơn kỳ hương thì những cái bậc mà đi trước như là Đức Phật Thầy là giáo tổ của Bố Sơn Kỳ Hương Rồi sau đó thì ông Sư Giải Rồi đến Đức Phật Trùm Rồi đến Đức Bổng Sư đó. Thì hôm nay con mới có dịp tâm tình cùng với quý vị qua cái câu hỏi này Thì thưa quý vị, thường ở quý cô bác anh chị em chúng ta cũng nghe câu là Đời loạn thì đạo khai, mà dân khổ thì thánh nhân xuất hiện Một khi chúng ta thấy rằng giữa cái cuộc đời này có bao nhiêu chuyện không ba bảo tố à, khi con người ta phải đói cơm khát đạo thì có những vị thánh nhân xuống để rồi cùng chia đắng ngọt bùi với lại thế nhân à, chúng ta còn thấy trong đất nước Trung Hoa cũng vậy quý cô bác anh chị em thấy giữa một cái thế sự mà đang rộn ràng À, đang đua tranh với nhau cũng vì cái quyền cái mộng bá đồ dương quý vị thì đức khổng tử ngày cũng đã xuất hiện trong cái thời đó rồi đất nước của chúng ta khi mà gánh nặng trên vai chiếc xích xiềng nô lệ thực dân pháp bắt đầu cũng cai trị thì giữa cái buổi đời hạ quân thống khổ này thì có biết bao nhiêu là anh hùng kiệt xuất và đặc biệt nữa thì những cái vị mà anh hùng dân tộc hay hoặc là những cái vị thánh nhân từ ở đạo cao đài trong hệ phái bửu sơn kỳ hương rồi cho đến đức thầy cũng có một cái nhân duyên rất là đặc biệt và nhất là gần gũi với chúng ta nhất thì con nhớ lại lời của đức thầy cũng đã hưng tuyên trong bài sứ mạng của ngài ngài cũng đã cho biết là nhằm thù đáp những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp giúp ta nâng cậy tu hành đến ngày 18 tháng 5 năm kỷ mão ta mới quá hiện ra đời để cứu độ chúng sanh cho nên thầy có cái bổn phận đó quý vị thừa dân sắc lệnh của trời cùng ông phật tổ giáo đời dạ dân hay hoặc là ta thừa dân sắc lệnh thế tôn khắp hải giái truyền khai đạo pháp đó. hay hoặc là khùng dân lệnh tây phương phật tổ nên giáo truyền khắp cả nam kỳ hội long qua chọn kẻ tu mi người hiền đức được phò chân chúa thì chính đó là cái sứ mạng của ngài chính đó là thiên sứ mà ngài phải là 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 quá chúng để độ tha cho nên là con thấy rằng trong những cái lúc mà thế nhân này của quý vị à gặp những cái cái chuyện mà nó khổ sở đem đến thì lại có những cái bậc thánh nhân nó xuất hiện để làm sao đó mà quá giải những cái khổ đau đó mà hướng dẫn đến một cái cuộc sống rất là an lạc cho nên đức thầy nói đem nguồn sống mới cho nhân loại lễ tiến tiến lên cõi đại đồng à thì trong cái lúc mà đất nước mà gặp những cái chuyện mà rắc rối đó thì lại có những cái gì mà đã 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 hy sinh cái cuộc đời, đời của mình để làm tròn cái trọng trách của người trai mới đáng thần trai xuống đông đông tỉnh lên đòi đòi yên cho nên con thấy trong lịch sử thì còn ghi rõ ràng đó và cái sự nhận thức của tất cả mọi người thì cũng thấy được cái điều đó mà bây giờ đó thì giữa cái lúc mà phong ba bão tố những cái cơn bão thiên tai địa ách nó xảy ra rồi cái lúc này thì sư minh tệ xuất hiện thì mình lại gắn cho ngài một cái nỗi quan tình làm sao mình có thể xác định được khi mà ngài xuất hiện đó lại là đem theo bao nhiêu nhiêu cân bão lũ mà mình lại không suy nghĩ rằng khi sư minh tuệ ngài xuất hiện rồi đó thì ngài lại chỉ cho chúng ta biết được những cái cực khổ trong cái kiếp sống của con người thiên tai địa ách đói khát bệnh dịch bạo hành mình không nghĩ đến cái nhân của con người tạo cho nên sống ở thế gian này thì thưa quý vị hãy lấy cái thước đo nhân quả chúng ta đo thì chúng ta mới thấy được con người thì chúng ta sống theo bao nhiêu cái đua đòi về vật chất Đua đòi theo những cái ước muốn của mình Chạy rong theo cái vật dục từ ở bên ngoài Rồi đó thì chiến tranh nè à, Rồi lại trộm cướp nè à, Rồi là con người đua đòi theo nào là Ăn uống phải sát với sanh mạng của sanh vật Nào là phải là uống rượu uống bia Rồi từ đó mà sanh ra những cái ý niệm ham muốn tà dâm đạo tặc Đó cho nên mình mới thấy được cái duyên đó thì làm sao mà sanh được cái phước đức sanh được cái niềm an lạc cho tất cả mọi người trong khi đó chủng qua hoàng đất qua mà chủng đậu hoàng đất đậu đức phật nói trồng dưa thì hưởng dưa mà trồng đậu thì hưởng đậu nhân toàn thiện thì quả cũng sẽ do đó toàn thiện vậy cho nên bây giờ mình gieo bao nhiêu cái ác duyên như vậy mà mình hưởng lại cái sự thái bình tuyệt hảo thì không bao giờ có cho nên Đức Thầy qua cái sự nhận định của mình trong cái bài sứ mạng Ngài tỏ rõ cho thiên hạ biết cái lý do tại sao mà Ngài xuống trần. Rồi tại sao mà chúng sanh sống trong cái buổi đời này đó mà phải chịu nhiều cái tai ách như vậy. Thì Ngài nói thiên tàu đã xét định khắp chúng sanh trong thế giới trong cái buổi hạ nguồn này. Sai mê giật dục chìm đắm trong biển lợi danh gây nên nghiệp quả. Luật trời đã trị tội xét kẻ thiện ăn căng thì ít mà người tội ác quá nhiều chư Phật mới nhủ lòng thương cùng các vị chân tiên lâm phàm độ thế. Trước ra công cứu khổ sao chỉ rõ cơ quyền khuyên kẻ thế hướng thiện hoài đầu cải tà quý chánh thì mới mong thiên đình ân xá bất tội căng. Và cái điều này đó quý vị à không ngoài kinh điển của nhà Phật ngay cái lúc mà Đức Phật còn trụ thế thì trong kinh A Hàm Đức Phật cũng đã chỉ dẫn cho chúng sanh biết trải dài về sau thời trung kiếp rồi qua cái thời mà Mặt pháp đó quý vị à nó sẽ có nhiều cái tai ách, nhiều cái nỗi khổ mà con người phải đa mang là do đâu lại cũng do con người tạo ra bao nhiêu cái sự ác duyên chúng ta đã phạm vào trong những cái sát nghiệp rất là nhiều cho nên mình phải gánh lấy những cái mà 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 khổ nạn này À, cho nên nó là mang tay ách hồi năm đinh sửu đến năm nay tái lại một lần khổ ách này đang thích tỉnh trần rằng thiên định tuần đời sắp hạ thì đó là những lời mà đức quỳnh giáo chủ đã bộc bạch gửi đến tất cả chư quý đồng đạo quý nhân dân ở các nơi trên cái thế gian này một cái thông điệp là buổi hạ ngôn này hạ ngôn nay đã hết đời phong ba biến chuyển đổi về gia can thì con người á quý vị thấy sống cũng theo cái luật là thành trụ hoại không thì cái trái đất này nó cũng có cái tuổi thọ của nó cũng sống theo cái quy lực là thành trụ dị diệt à, Cho nên hãy sanh ra thì tắt sẽ có ngày tàn hoại Phải không? Cây già cây cõi còn người già người suy si thì cái trái đất này làm sao nó sẽ tồn tại được à, Mà trong kinh điển nhà Phật thì cũng đã trả đã đã thấy được điều đó và các ngài cũng tiên liệu cho chúng sanh biết được những cái nỗi khổ nó sắp đến à, Để cho chúng sanh biết được khổ mà tu cho nên Đức Phật mới nói là nhân vô quả quản bất hồi đầu Tại sao Đức Phật phải đưa ra những cái khổ đó Mà trong kinh A Hàm thì Đức Phật cũng dùng cái pháp tỷ dụ này Chúng sanh đang ở trong cái nhà lửa tam giới nhưng mà không có biết Cho nên có một cái ông mà phú hộ ông đến đó đó Ông mới lại cho tất cả những cái đứa trẻ đó về phương tiện này nọ rồi đó Để làm chi? Để nó chạy ra nó mê cái phương tiện đó đó Nghe theo lời mà kêu gọi của của ông trưởng giả đó mà nó chạy ra khỏi nhà lửa tam giới thì bây giờ đức thầy cũng chỉ cho chúng sanh biết được là trong biển khổ mau mau tránh khổ hay hoặc là cảnh hồng trần nhiều nỗi nhút nhơ ráng hiểu rõ quyền cơ mà tránh hay biển hồng trần lao lý dịu dơi sô đẩy mãi trong dòng ngủ trượt là để làm chi để con người biết được ta bà khổ ta bà lắm khổ có bao người xét cho tột chỗ cho nên là mình ngược dòng sử đạo nhìn lấy đức phật cũng chỉ về lý tam ngôn nào là đức thầy cũng chỉ về lý tam ngôn còn nói về đạo cao đài thì đức hộ pháp Ngài cũng chỉ về cái lý tâm quan Để làm chi? Để cho chúng sanh biết khổ đó mà Tìm lấy được cái niềm an vui Thoát qua khỏi cái cảnh ta bà đau khổ này đó Cho nên tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui Cảnh thanh minh sen báo nặc mùi Nào ai rõ cái vui triệt đáo Mà nếu mình không chịu về cái cảnh tịnh độ an vui ấy, Thì ta bà Chốn ta bà tim lụng dầu mòn Thì thân tứ đại của người cũng thế là khổ là do mình Phải không? Cho nên bây giờ sư Minh Tuệ thì cũng là một cái người mà tu hành theo cái chân lý của Đạo Phật. À, cho nên ngài có làm gì đâu mà mình gán cho ông một cái tội là có ông xuất hiện rồi thì đất nước của chúng ta phải bị bão tố phong ba phải bị thiên tai hạn hán phải bị dịch bệnh tràn lan cái này là do cái sự nhận định của mình mà nó rất là phiến diện à, nền đạo đức dị tư bất nhã ta đừng phân nhân ngã mới hay mà mình dùng những cái lời nó khi thiếu đi cái sự mà trang nhã mà nó trở thành là nó lời nói không đẹp cơ sở nào mình chứng minh rằng sư minh tuệ xuất hiện là đem theo những cái cơn bão này mà trong khi đó thì ngài cũng đã luận cho tất cả mọi người biết được thiên tai địa ách là do con người đó. chúng ta sống mà không biết giữ giới sát sanh đạo tặc tà dâm uống rượu bia này nọ quá nhiều nó thậm chí con người còn tàn phá môi trường nữa mà thì chính cái tàn phá môi trường con người khai thác những cái khoáng sản hay hoặc là chúng ta chặt phá rừng á mà nó vô độ đó thì đó chính là nguyên nhân gây ra cái cảnh mà bão lũ nó kinh hoàng. Bởi vì khi mà rừng á nó là cái hàng rào rất là là kiên cố để bảo vệ được cái sự sống cho con người. Chẳng những nó là lá phổi của chúng sanh, phải không? Mà nó còn là cái nơi mà giữ vững được cái đồi núi đó, nó không bị là là bão lũ nó cuốn đi. Nó tại vì có những cái rễ cây mà nó đan nhau thì nó tạo nên những cái 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 um, chất mà kết dính nó rất là kiên cố cho nên nó là nguyên nhân này khoa học người ta cũng chứng minh là do đâu là do con người lạm dụng về cái hưởng thụ của mình cái thứ nhất là hiện tượng nhà kính đó, thì quý vị cũng cũng đã biết được đó, thì trên đài người ta cũng nói về tại sao mà cái tầng ozone tức là năm tầng điện ly bây giờ đó nó lại là bị có một cái lỗ hỏng đi gọi là hố đen của vũ trụ là tại sao vậy là tại vì hiện tượng nhà kính á chúng ta cứ xài những cái chất độc hóa học ha nào là bơm đạn chiến tranh rồi nào là phân bón hóa học khi chúng ta bón xuống đất thì nó hấp thụ đâu bao nhiêu rồi nó bay ngược lên trên bầu khí quyển thì nó cũng làm cho co, cho cho cái bầu khí quyển này ô nhiễm rồi nào là nhà máy chúng ta mở ra những cái khu công nghiệp rất là lớn nhưng mà cái khí thải đó thải ở đâu quý vị nghĩ coi nó thải ở đâu nó thải vào trong không gian này thì không gian này nó bị tổn thương là do đâu là do cái những cái khói độc đó nó tích tụ lâu ngày đó rồi tầng ozone đó nó bị lũng thì quý vị biết theo nó kéo theo những cái hệ lụy gì không cái tia cực tím của mặt trời á, nó chiếu xuống trái đất này thì nó lại là nóng lên mà hệ nóng lên này thì bắt ở ở bắc cực và nam cực thì tuyết nó bắt đầu nó tan ra nó tan ra rồi quý vị thấy nước nó chảy về đâu đổ về biển biển nước biển thì sao thủy triều dân thủy triều dân thì cái hiện tượng lục bão là chuyện tâm thương phải không ở đây mình chứng kiến đây tới cần thơ thôi nhưng mà mình đây đến chỗ cái bến ninh kiều chỗ chỗ chợ sớm củi rồi quý vị thấy mỗi lần mà triều cường lên thì sao cái khu đó bị ngập đó đó là cái chuyện tất nhiên như vậy đó cho nên nó là những cái hưởng tượng thiên nhiên này đó là do ta đây không thể đem phép huệ linh mà cứu an tai quả chiến tranh tàn khốc cho loài người gây nên chúng ta đó nhiều khi đó quý vị à chúng ta làm ô quế cái môi trường này rất là nhiều nó nội đây nè mình vô Mình thấy mà những cái cánh đồng đó ha Mà nếu làm mà không có được cái cái nơi mà chứa lại cái vỏ chai thuốc thực vật đó Thì quý cô bác anh chị em sẽ thấy cái cánh đồng đó nhìn hay thôi ê hề Cho nên bây giờ người ta có những cái mô hình mà không vỏ chai thuốc đó, đó là để gì là để giữ gìn được cái môi trường đó mà hãy giữ gìn môi trường chúng ta biết tôn trọng về vệ sinh chừng nào thì những cái cảnh quan đẹp đẽ nó sẽ đem về cho chúng ta niềm an lạc nhiều chừng nấy nó cũng chẳng ngoài là cái luật của nhân quả thôi à, cho nên nó do đó đó khi mà sư minh tuệ xuất hiện ở quý vị ông cầm trên tay ông một cái chai thôi thì có người lại hỏi thầy ơi thầy cầm cái chai để làm gì thầy thầy nói là người ta cho tôi nước tôi uống nước xong rồi đó thì tôi không có thể mà dục cái chai này ra bừa bãi được đó mà tôi phải giữ gìn đây Khi có chuyện thì tôi cần Thí dụ như bây giờ mình nói cho cùng một cái điều mà nó hơi khiếm nhã trước ống kính của quý vị ha là nhiều khi người ta đi tiểu mà cái chai đó chai không khi có rồi đó ta, ta, ta tiểu cũng được phải không nó cũng là một cái 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 dụng cụ rất là cần thiết cho cuộc sống thôi à, khi tiểu rồi thì phải làm đâu dục bừa bãi hay sao không ngài nói đem lại chỗ nào mà có cái thùng rác con sẽ bỏ chỗ đó mình thấy sư minh tuệ mà ông có những cái mà 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 cái hạnh nó lại là mình thấy nó đơn giản như vậy đó nhưng mà không ngờ ông là một cái người mà đã làm gương mẫu cho chúng ta biết bảo vệ được cái môi trường xanh sạch đẹp mà bảo vệ môi trường đó không nói là chúng ta sẽ 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 làm cho cái thiên nhiên đó là nó bớt đi thiên tai mà ông lại thể hiện được cái tình yêu quê hương đất nước rất là nồng đậm quý vị thấy không quê hương là chùm khế ngọt cho con chèo hái mỗi ngày quê hương là đường đi học con về rồi bóng vàng bay tại sao chúng ta phải bỏ rác bừa bãi? À, tại sao chúng ta phải là là quỷ hoại cái môi trường này? Đó cho nên nói tới tình quê hương đất nước thì chúng ta cũng lại chưa chưa thể hiện được chỗ đó nữa. Cho nên còn nói bảo lũ thiên tai địa ách thì cũng do cái tác nhân là chúng ta hơi lạm phát về những cái mà khai thác rất là nhiều. Thí dụ như bây giờ khoáng sản mà cô bác anh chị em chúng ta cứ mỗi ngày đó chúng ta khai thác để phục vụ cho nhu cầu của con người chứ gì. Phải không? Hồi đó thì chúng ta đi bằng gì? Xe xăng, xe dầu. Bây giờ chúng ta lại đi về xe gì? Xe điện. Thì cái điện đó, cái chất pin đó chúng ta lấy ở đâu? Thang đó chúng ta khai thác ở chỗ nào? Đó, rồi phục vụ cho nhu cầu của chúng ta thì nó cũng phải ảnh hưởng tới cái mức sống của con người chứ. Đó, rồi bây giờ đó chúng ta lại xài điện. Tôi hỏi cho điện bây giờ cô bác anh chị em ở đâu? ở đâu có điện thì nhà máy thủy điện nhà máy thủy điện bây giờ muốn có thì phải làm sao chúng ta ngăn sông đắp đắp bể thì thay đổi dòng chảy tức là chúng ta làm thay đổi đi cái môi trường tự nhiên rồi phải không à, cho nên nước nào mà muốn á, được phong phú về cái 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 cái, cái, cái à, điện năng á thì người ta lại lắp thủy điện nhiều mà thay lắp thủy điện nhiều thì những cái mà nước ở phía dưới này nè thí dụ như cái con kênh mà phù nam techno đó khi mà khi mà người ta thấy cái nguồn lợi ở bên Campuchia người ta khai thác về mặt kinh tế như vậy đó thì đồng bằng sông của cửu Củ long của chúng ta sẽ chia đi cái lượng nước giảm thiểu rất là nhiều mà những vị giáo sư tiến sĩ ở trường đại học Cần Thơ cũng lên nói phải không thì mình mới thấy đó là cái sự biến đổi về môi trường nó gây nên những cái thiên tai địa ách rồi do cái nghiệp của chúng sanh chúng ta sống nữa ở chúng ta sống thì lại sát giết sanh vật quá là nhiều phải không? Thay lền trong canh ngọt quán hận thấu trời xanh tiếng kêu trong lò thịt gây thành lửa chiến tranh. Chúng ta cứ nghĩ là vật dưỡng nhân, thú vật sanh ra đặng nuôi dưỡng con người mà chúng ta có đôi khi tàn sát nó một cách quá là thê thảm, quá là tàn nhẫn. Mà chúng ta không có nghĩ đó chính là cái tác nhân. Hãy giết một mạng thì đền một mạng mà tâm giết hại chẳng dứt trừ thì không thể nào thoát khỏi trần lao được. Quý vị đồng ý không? À, cho nên là à, xúc sanh bổn thị nhân lai tố. ha nhân xúc lưng hồi cổ đáo kim à, à, bất tính phi mau cùng đáy đái giác à, à, khuyến quân hữu sở nhất sanh tâm có nghĩa là bốn câu đó như thế này nè à, xúc sanh vốn thiệt người trở lại ha người vật luân hồi tự xưa nay À, không muốn mang lông cùng đội gạt Khuyên người chứ để trả cùng dai Tức là cái nghĩa của bốn cái câu um, Kệ mà vừa đọc đó Thì nói lên là gì Là tất cả mọi người mà luân hồi Trong cái cõi này nè Chúng ta đều có một cái nghiệp à, Khi mà cái nghiệp đó mà um, Nợ trước mà chưa trả Mà nợ sau đã dài thêm rồi Thì chúng ta phải chấp nhận thôi à, Cho nên là à, luân hồi từ xưa nay Đó là do đâu là cũng cuộc đời dai trả mà trả dai đổi giờ là như vậy đó để à, cho nên nó bây giờ nói tại sao mà có những cái cuộc chiến tranh đẫm báo mà con người đó phải chết hàng loạt như vậy đó là do do chính con người nó gây nên những cái cảnh chiến tranh tàn bạo đó cho nên đức phật cũng không thể nào mà chuyển đổi được cái nhân quả trong cái đời hạ nguyên mặt pháp này thì chính cái điều đó cái tác nhân xấu đó mà làm cho cái tuổi thọ của con người cái kiếp giảm bắt đầu nó giảm xuống mà giảm cho đến khi mà là cái tuổi là thấp nhất rồi đó thì có những cái mà cái nhân xấu đó nó ảnh hưởng tới nào là thiên tai dịch bệnh chiến tranh đó rồi hạn hán đói khát đó để chi để đi vào cái kiếp tận mà đức phật nói đó là đời cùng đó hay hoặc là người ta còn sử dụng cái từ tận thế nó thí dụ như may tận thế hay hoặc là là, là có những cái hiện tượng mà bảo tố Người ta quay lên trên cập nhật rất là nhiều Trên trên thời sự nè Chương trình thời sự nè Rồi nào là những cái kênh mà truyền tải đến Thí dụ như bây giờ uh, Siêu bão Harry vừa rồi Hãy nói tới năm thành bảo lục thì người ta biết á, Là tại sao do đâu Là do một cái hiện tượng thiên nhiên đó Phải không? Nó gây ra nhưng mà mỗi năm á, Thì lại làm sao cái cường độ nó càng mạnh hơn Rồi nào sao Harry Là tới gì để còn nhớ không? Harlan À, qua cái Haaland đó thì Florida bây giờ phải gánh chịu một cái cây cái cái cơn bão rất là là nặng nề luôn mà cái sức của nó cấp 3 thôi mà cái tốc độ gió nó đi từ 150 đến 200 km một giờ tôi hỏi cái vật gì có thể cản được cái bước đi của siêu bão Menton à, cho nên đó, mỗi ngày thì chúng ta cứ thấy rằng á, bão tố phong ba nó cứ phải là như vậy thì Đức Phật, Đức Thầy hay hoặc là những vị thánh nhân ra đời đó khi mà người ta ngồi trong cái sự tĩnh lặng đó người ta suy nghĩ lại lấy cái trí tuệ của mình nương theo cái ánh nhìn của đức phật ấy, mới thấy rõ rằng do cái tác nhân là con người giữa thời buổi hạ quân này người ta sống với nhau gì do cái dân minh vật chất người ta đua đòi theo nó đó mà xét kẻ thiện căn thì ít người tội ác quá nhiều phải không con người thì dốc lòng tranh bá đồ dương đeo câu danh lợi lấp đường nghĩa nhân mà cái tầng ozone mới nãy đó lũng là do đâu là do người ta khai thác mua lấy lên để làm gì vũ khí hóa học mà đức phật nói gì không quá thế nên tồn dạy ngu người ta học cho đến một cái chỗ nào đó thông minh cực độ rồi đó người ta tìm ra người chê ta chế chế làm sao mà cái đầu đạn đó phải tiêu diệt được hàng loạt con người chết phải làm sao gấp trăm gấp ngàn lần ngày xưa ngày xưa thì người ta giết bằng gì người ta đánh với nhau thì bằng can qua thì bằng cây mọc cây giáo cây thương cây kiếp đó ngàn bung binh tướng xua ra chiến trường thì chết ngàn muôn thôi còn bây giờ mà hổ thể mà hạt nhân nó nổ hay nguyên tử mà nó nổ hai trái thôi thì nhật phải là đầu hàng đồng minh rồi đó mình mới thấy cái sức công phá của nó rất là tàn khốc gieo điều tàn khốc cho dân đó khiến lòng tăng sĩ mà băng khoăn lo lượng ông phật ông nhìn tới cái cảnh đó rồi mà ông còn khóc đó thì mới để thấy là 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 sự khổ não nó như thế nào cho nên đó, Đức Phật mà khi chúng trần này hay hoặc là các vị mà hiền thánh tăng khi ra đời đó đẹp Là mong muốn cho tất cả mọi người đó, dứt trần mang bộ sòng nâu Trong ngày chư quốc chư hầu tỉnh tâm đừng gây chinh chiến ù ầm để gây hạnh phúc mà tầm Phật tiên Vậy đó mà do cái tác nhân xấu là chính chúng ta làm Bây giờ đổi thừa sư Minh Tệ là một người tu hành rất là chân chính ông rất là hiền từ mỗi ngày chỉ xin một cái cái bữa cơm ăn cho no lòng rồi đó thì phải về, trở về với thiền định kiên cố mà lúc nào cũng cầu được cái sự an lạc phước lành cho tất cả mọi người thôi vậy đó mà mình đổ thừa cho ngài thì cái chỗ này mình thấy là nó quan tình cho ngài quá phải không mà trong khi đó người ta hỏi thì ngài đã ngài đã giải thích rất là nhiều từ cử chỉ hành động của ngài mình thấy có cái gì đâu mà làm lỗi đâu đó cho nên khi Ngài xuất hiện rồi đó thì Ngài cũng có những cái mà mình để ý. Màu áo của Ngài xuất hiện thì Ngài cũng đã cảnh báo cho chúng ta biết bao điều. Phải không? Cho nên đổi màu áo xanh đen thì mình cũng đã có cái suy nghĩ trước, không biết mấy đệ như thế nào. Còn tôi thì trong cửa đạo mà nghiên cứu về giáo lý của Đức Phật thì tôi thấy về cái sắc trong ngũ hành, kim mộc thủy quả thổ, cái màu nào tượng trưng cho cái mệnh nào. Đó, rồi cái nào nó tương sinh rồi cái nào nó tương khắc đó, thì chúng tôi lại biết thì tôi đã nói với mấy đệ rất là nhiều rồi phải không? tôi nói năm nay tự nhiên sao sơn minh Tuệ lại thay mà đổi cái màu áo đen vậy thì màu áo đen màu đen là màu thủy màu xanh nước biển cũng là màu thủy phải không? nhưng mà màu thủy của xanh nước biển là tượng trưng cho biển tươi sáng biển long lanh biển đẹp còn màu đen đó thì thường hay là có những cái sự quyền bí và có những cái sự bạo lực hay hoặc là có những cái sự mà người ta đi đến cái cảm giác bất an phải không thường thì nói hố đen của vũ trụ thường nói đi vào vùng biển đen hay hoặc là đi vào đêm đen thì con người ta có cái cảm giác gì an lạc hay là bất an mới để bất an phải không kinh sợ vô cùng nói tới bóng tối thì tất cả những cái người mà trở về với tuổi thơ chúng ta sợ không thường đêm tối thì có gì má phải không cho nên người ta rất là sợ thì cái cảm giác sợ đó đem đến cho con người sự bất an cho nên ông khoác cái màu áo đen là mình biết tại sao mà đang không thầy mặc cái áo nó là lại là tượng trưng cho sự hòa hợp của nhân loại đó. áo phấn tảo thì năm màu tại sao bữa nay lại màu đó thì mình mới biết là trong cái mà diệu lý cơ quyền của Phật pháp á đệ trong thế giới tâm linh thì người ta nói thường thường nói câu là thiên cơ bất khả lậu phải không cho nên đó các ngài thường thường đó sấm ký của cả trạng trình thì Ngài cũng đâu có lậu cho mình biết rõ ràng ngày giờ năm tháng đó thế nào đâu. Mà Ngài chỉ truyền lại những cái lời sấm ký đó thông qua những cái lời thơ văn. Thí dụ như khỉ hú trời nam cá quá rồng, gà kêu nam bắc hội qua long lần tay đếm lại năm chín mới thấy điềm hay giống lạc hồng. Vậy thì tất cả các báo chí hay những nhà trí thức thì người ta mới bàn với nhau. À, bàn với nhau thì lần tay nếm lại năm 39 là cái gì? À, đó thì đó chính là những cái ẩn số mà đức thầy trong sấm giảng ngài cũng đã nói cho chúng ta biết rất là nhiều đại lâm ngài nói là những sấm truyền xưa của phật thầy dân ráng, ráng kiếm mà tri thì biết xưa để lại nhiều câu tha, thảm thiết mà nào ai à, có biết tri tầm thì mình mới thấy được à, thì lời truyền sấm như bài toán đố ai biết tầm thì đặng thử nhờ gặp giảng trinh kinh trần cứ làm ngơ trồng bông kiển giống chi hướng nấy vậy thì bây giờ mình đoán được người nào mà người nào mà truy tầm được những cái điều đó rồi đem vào lòng như vậy đó mình cố gắng mình suy nghĩ mình tư duy mình năng động trí tuệ rồi mình lại có cái niềm tin rằng từ xưa tới giờ đức phật không bao giờ mà nói ngoa mà đức phật tiên liệu cho mình biết được cái gì đó thì mình hãy chờ coi thử yên lặng nghe ve yeah, nó gái gái những điều rõ mái thiên cơ đó, cho nên á ngài nói là thiên cơ đạo lý để lòng mới thôi thì coi ta nói câu nào bắt chánh thì ngài đâu có nói câu nào bắt chánh thì những cái vị mà thánh nhân hay hoặc là những vị phật xuống trần đó đều chỉ cho chúng ta biết được thế gian này là cái nơi mà sanh ra nhiều cái điều đau khổ phải không là do đâu là do cái nghiệp trước của chúng ta nó hình thành cái nhân ở phía sau này nè cho nên đó là sống trong cái thế giới này trên dương thế thì hữu hình tắc hoại tất cả đều có cái tuổi thọ của nó chứ để Khoa học cũng chứng minh được á, cái quả địa cầu này sẽ sống bao nhiêu triệu năm tuổi rồi nó cũng sẽ trở lại với cái con số so zero, phải không? Nó cũng phải tàn hoại thôi. Sang hà đại địa thì cũng nó sẽ mòn dần mòn dần. Nước chảy thì đá mòn. Cho nên do đó mà hiện tượng thiên tai nó là một cái điều rất là thiên nhiên, nó xảy ra trong cuộc sống này. Nhưng mà cái nguyên nhân nào mà đem đến những cái sự thiên tai bão lũ này thì Đức thầy cũng đã tiên liệu rồi. Rồi Sư Minh Tuệ cũng nói rồi Mà thậm chí coi lại trong cái hệ thống kinh điển của Đức Phật Thì Đức Phật cũng nói rồi Là do con người không Tác nhân là do con người không à, Cho nên à, tại sao mà có người khổ đau Tại sao mà có người sung sướng à, Tại sao mà người sanh ra thì lại giàu sang Mà cái người sanh ra thì lại nghèo khổ Thì cũng đều do cái nhân quả mà chúng ta tạo Cho nên hôm nay đó thì nói sư minh Tuệ xuất hiện ở đất nước việt nam này thì kéo theo nào là thiên tai bảo gia ri vậy thì ai xuất hiện ở bên kia mà bảo lại à, bảo menton nữa, nó lại xuất hiện như vậy rồi những cái trận mà chiến trung đông bây giờ nó lại gây hấn với nhau nó bắn bằng đồng đầu, đầu đạn rocket bằng tên đã lỡ tầm xa vậy thì ai xuất hiện không lẽ sư minh tuệ nữa hay sao đó, cho nên Ngài ngày khuyên mọi người đó ăn lành ở hiền thì có lẽ nào cái phương pháp chúng ta ăn lành ở hiền con người biết ăn chay cũng lại làm lành niệm phật mà lại là trời ban dễ quả cho mình không có không cái thước đo nhân quả có khi nào mình gieo hộp cam mà hưởng lấy cái trái ớt không quý vị không đó cho nên á, qua đây mình mới thấy được à thì ra quý vị à khổ giới thảm ngày nay có mấy sợ mai sau dòm thấy bay hồn trừ tà giang còn thiện chỉ còn tồn cảnh sông máu núi xương tha thiết cho nên ở điều này Đức Thầy đã dạy cho chúng ta biết được hạ nguyên tận thế ra là do đâu? Là do cái dòng từng quần á, thiên địa tùng quần châu nhi phục thủy trời đất xây dần rồi cũng phải trở lại cái ban đầu của nó. Cho nên Lý Tâm Quân á, từ Thượng Quân cho đến Trung Quân, Trung Quân rồi Hạ Quân, Hạ Quân rồi sẽ nó trở về với cái Thượng Quân của nó. Nhưng mà mỗi thời kỳ nó đều có những cái sự mà biến chuyển. Thí dụ như Hạ Quân thì Đức Thầy nói là Hạ Quân à, nay đã hết đời phong ba biến chuyển đổi giờ gia can thì rõ ràng là bây giờ đó có những cái trận mà phong ba bảo tố cuồng phong nó như vậy đó là để cho chúng ta biết được à thì ra nhìn vào trong những cái diễn biến ở thế gian này chúng ta đã biết kiếp khổ của cha tánh chúng ta đến và một cái chu kỳ nó sắp kết thúc cũng giống như bóng đèn mà khi nó muốn tắt nó phải nhá sáng lên một cái phải không cho nên ở trong thế gian này khi chúng ta sống đến tột độ của sự văn minh đó thì quý vị biết đó là con người ta đó là người ta thường hay đó là đem cái 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 trí tuệ của mình đó là phục vụ cho đời sống của nhân loại những cái trang thiết bị máy móc mà mà cứu người giúp ích cho con người đó giúp ích cho cái quả địa cầu này có được những cái màu xanh sạch đẹp đó thì mình không nói nhưng mà bên trong đi cùng với những cái điều đó thì con người ta lại chế ra nào là những cái kho vũ khí lớn nào là đầu đạn hạt nhân đồ thì như vậy đó cái trí khôn con người đó đem lại cái lợi hay là cái hại cho chúng sanh. À, cho nên là mình mới có được những cái điều mà mình rất là phân dân. có những cái điều mà khi mà mình để tâm bình tánh tịnh rồi đó mình mới thấy được à thì ra cũng vì cái mưu lợi với nhân không à, cũng vì cái tánh tham lam của con người mà nó xây gây gây nên những cái sự mà mà khốc hại như vậy. cho nên đức thầy mới luận trong cái 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 ác sát sanh đó đấy con người mới sanh ra đều có tánh hiền lành cả song đến lúc lớn khôn vì phải sống chung chả với thế giới người hung tàn bạo ngược tánh nết liền bị ô nhiễm những sự xấu xa hèn kém trở nên độc ác dữ dằn loài người giết nhau vì tiền bạc vì sắc đẹp vì lợi danh vì quyền thế vì thù hiềm vì háo thắng nghĩa là họ giết nhau vì sự lợi ích của một người của một nhóm người của một đẳng cấp xã hội của một quốc gia họ muốn tiêu diệt tất cả nhân loại không một ai có quyền sống sanh cùng họ cả cho nên Đức Thầy ở bên cõi Tây Phương Cực Lạc á, Mà cùng chư Bồ Tát á, Có một cái phiên hội mà nhìn về cái thế giới ta bà này Mới biết rõ được cái nguyên nhân Tại sao mà chúng ta phải lâm vào những cái cảnh khổ như vậy Thì mới đệ còn nhớ cái bài mà Đức Thầy nói là Di Đà mở cuộc hội đàm cùng chư Bồ Tát quyết đem pháp lành tịnh bình rưới khắp chúng sanh làm cho giác ngộ hiền lành như ta công đồng hoạch định sang hà nước ai nấy ở nhà nhà ấm no không là tại do đâu À, đức thầy đức thầy đã tiết lộ cho mình biết đó là rằng bên thế giới ta bà loài người tàn bạo cũng là vì tham đó chính cái lòng tham của con người nó mới gây nên những cái cảnh trạng này nè để à, mà mình nhìn thấy ra xã hội bây giờ thì sao cũng hiếm lúc con còn giết mẹ dành của tiền cốt nhục giết nhau tranh lợi danh giết lẫn đồng bào đó, tình nhân loại phân chia yểm bách phải không cho nên mình mới thấy được à, trong cái sự sống này đó lương thường thảo yếu nó đảo lộn hết rồi an nam không quá lễ nghi đời nay dân vật bỏ đi chẳng dình bản lo chế cạo chống kình chẳng lo đạo đức mà dình thông hương à, ta dù có cách thông hương dạng dân cứ chữ hiền lương mà làm à, cho nên thuyết thầy đã tiên liệu trước á quý vị à đừng có đổ lỗi cho sư minh tuệ sư minh tuệ không có làm những cái điều đó đâu mà gây nên những cái trận cuồng phong bảo tố mấy vị nói vậy là nó sai mà do cái lý tâm cái lực đào thải đó, nó phải là là có những cái hiện tượng như vậy cho nên đức thầy mới nói là ách trời nạn nước thình lình người hung cứ mãi chống kình với ta giết à, viết thêm một uh, khúc ngâm nga dặn dò bổn đạo vậy mà mấy trương ta dù có cách thông hương dạng dân cứ chữ hiền lương mà làm thấy không quý vị thánh nhân xuống trần là dạy con người ăn hiền ở lành không ha vậy thì làm sao mà các ngài xuất hiện mà thiên tai bảo tố có chăng nữa khi bảo tố phong ba giấy khởi rồi Ôi khổ thảm bốn bề sống dậy dòm lừng trời lửa cháy liên miên tiêu điều sản vật điền viên thần thông biến hóa với miền trung ương ngục môn đầy quỷ vô thường dắt hồn kẻ bạo diêm dương lực trừng, nhìn xa nước mắt rưng rưng thương đời mê muội mà trầm luân hoài hoài ngài thương chúng ta cho nên á ngài mới xuống đây nào quý vị cảnh thiên trước thơm tho nồng nặc chẳng ở yên còn xuống phạm trần ấy vì thương trăm họ dặn dân nên chẳng kể tấm thân lao khổ giả quê dốt khuyên người tỉnh ngộ giả bán buôn thức giấc người đời rằng ngày nay có phật có trời kẻo lê thứ nhiều người khinh ngạo xuống mượn sát nhầm năm kỷ mão mà buồn sớm làng cứ ghét điên khùng cứ chê thầy là điên khùng hoài hà rồi cứ phải là sanh cái lòng ghét bỏ phải không mà thầy nói chuyện xưa thanh sử còn ghi những việc lạ kỳ nay có hay chưa chưa là những kẻ chẳng ưa cho người tâm đạo thì biết thừa tới đâu rồi À, vậy đó mà mình không có đem cái tâm đạo ra để kết nối cái duyên lành cùng với Phật Thánh Tiên để chúng ta biết được những cái điều mà mình cần ăn hành là ăn lành ở hiền để chúng ta sửa đi những cái lỗi lầm mà chúng ta đã gây tạo mà chính đó là cái tác nhân xấu đem lại cái quả xấu sở dĩ bá thiên kiếp nghiệp tác sở bất dông nhân duyên hội ngộ thời quả báo hoàng từ thọ dù cho đó chúng ta có làm cái điều xấu nó một trăm hai ba trăm năm trước nhưng mà khi sống ở trên thế gian này đó làm rồi chứ cái quả cái cái nhân đó làm chứ cái quả nó không có mất nghe để đến khi mà nhân duyên hội ngộ thời thì quả báo hoàng tự thọ tới cái lúc mà nhận quả rồi thì phải chấp nhận sự thương đau cho nên đó quý vị à thiên tai địa ách bảo lũ kinh hoàng nó là cái hiện tượng của cái lý tâm quân mà khi con người sống trong cái buổi đời quân hạ này á giữa cái cõi ta bà mà Đức Phật dịch là cái chữ kham nhẫn đó là một sự khổ đau mà con người chấp nhận thì phải sống trong cái sự khổ đau đó. Nếu mà ai biết tu á thì sao quý vị? À Đức thầy nói là à trong cái bài gửi cho ông Cò Tào Hảo ha, luân hồi sáo nẻo thì khôn lần bước ra. Chúng ta có khôn đó quý vị, có khôn là À, ai biết đường hãy sớm tẩu đào kiếm đạo lý mà nhờ mà nhỏi hay là chim tìm cây mới gọi chim khôn người hiền đức mới là người trí đó cho nên nó chim tìm cây là gì quý vị chim tìm cây là ngày nay chim đã gặp cành chẳng lo đậu lại cho rành gió mưa à, nguyện cầu gắn trí sớm trưa cầu mong bá tánh sớm ưa tu hành thì tu hành đó là cái người ta đã thoát nghiệp Phải không lưng hồi sáu nẻo mới khôn lần bước ra rài tỉnh ngộ ái hà quyết dứt đèn đạo tâm sáng rực soi đường cầu tu cho đạt ngũ hương thì quê gương trí huệ ma dương hải hùng làm cho chúng phục tùng chân lý trong sát thân giám thị lục căn đừng cho chúng tính lăng hoàng ngoài thì chấp thủ mà ngăn lục trần phá ngũ quẩn rất lần tham ái thì cõi sân si cũng phải tảo trừ đem về giác tánh chân như kim thân thị hiện dứt trừ tử sanh đem tâm hồi hướng gốc lành làm tôi phật tổ chí thành chí trơn dầu mắt phải mưa đơn gió kép cũng chiên trì mà dẹp gai trong ngày nào đắc được lục thông giớt hồn cha mẹ tổ tông bảy đời về cực lạc thảnh thơi an dưỡng ấy là ngày ban thưởng công tu chúc cho đó dẹp mây mù dưỡng dàng bắt thối công tu vuông tròn đến ngày biển cạn non mòn tứ ân đã trả chẳng còn tội căn con hỏi cô bác ăn lành ở hiền vậy thì làm sao mà gặp những cái cảnh khổ được quý vị cho nên đó là trong buổi khổ mau mau tránh khổ ráng tầm vào đến chỗ an cư học câu hỷ xã đại từ noi gương nghĩa sĩ dạ tư trở gần thì các bậc thánh nhân đều khuyên con người ăn lành ở hiền đều biết tỉnh ngộ mà ăn năn sám hối những cái lỗi lầm mình đã tạo nhiều đời nhiều kiếp như vậy đó quý vị để chúng ta mới chuyển quá được ha chứ còn bây giờ mà cô bác anh chị em mình mà không có biết tu mà chúng ta cứ sống lu bu theo cái chuyện thế cứ sát giết dâm dục hoài thì con nói cô bác anh chị em chúng ta phải chuốc lấy bao nhiêu cái sự đắng cay trong cái cõi đời đau khổ chuyện đó nó là như vậy chứ không hề khác được quý vị mà đức phật cũng không thể nào mà cứu độ được cho tất cả chúng ta đâu chỉ có ngài đem cái phương tiện xuống đây nè Ngài chỉ cho chúng ta biết cách là tu giống như Ngài như vậy đó Thì chúng ta mới chuyển hóa được đó. Diệu pháp chuyển thân vô sự thế Thì quyền thông quá kiếp khỏi lo toan Tâm linh mắt thánh xem ba cõi Tánh hiển tai thần lóng phúng bốn phan Phổ tế chúng sanh qua bể khổ di đà Miệng niệm lánh trần gian quý vị à Còn bây giờ chúng ta không niệm di đà Mà chúng ta cứ niệm ba qua sống đua đòi theo thiên hạ hết ghét người này đến thù hận người kia chém giết như vậy thì cô bác anh chị em ơi ở dương thế tạo nhiều cảnh khổ xuống quỳnh tiền địa ngục khảo hình tuy lưới trời thưa rộng thinh thinh chứ chẳng lọt những người hung ác với gì chúng âm ti ngu đầu mãi diện đang trong ngày tới số bắt hồn cõi âm thần bệnh xá dịch ôn chờ mãn phước ra tay bẻ họng là chính do chúng ta làm cái nhân ác cho nên bây giờ chúng ta làm cái nhân thiện rồi Ai mà muốn đặng phước duyên nghe lời phiến thiện lòng liền phát tâm tu cho rõ mối quyền thâm quy đầu Phật pháp thì khỏi lâm tai nạn. Khi cô bác anh chị em mà quy y với Tam Bảo rồi đấy thì chúng ta đã thoát ly khỏi tam đồ, đó là súc sanh, địa ngục và ngạ quỷ rồi quý vị. Cho nên khi mà người ta đã phát tâm rồi ha, quát tâm tu rồi thì trên thiên đình ghi sổ mà dưới địa phủ đã bôi bôi tên. Cho nên là Đức Diêm Chúa yêu người hiền thảo mà trọng những ai biết niệm di đà hay nói đúng hơn được cái nhấn duyên mà cô bác anh chị em mình làm hiền mà tu hành đó quý vị tu hành hiền đức thảnh thơi ngay cha thảo chúa thì phật trời cứu cho còn bây giờ đó chúng ta lại là gặp những cái người hiền nói đắng nói cay sao mới biết thân ai đau khổ thì cô bác anh chị em thấy tu hiền thì chúng ta không làm mà tạo ra những cái duyên ác không mà chúng ta muốn đòi về thiên đàng cực lạc thì thưa quý vị cái này giống như nấu cát mà thành cơm chúng ta muốn kiếm lông rùa và sừng thỏ vậy thôi chưa quý vị cho nên qua đây đó quý vị à đừng đổ lỗi cho sư minh tuệ khi nào cô bác anh chị em lấy thước đo nhân quả ra sư minh tuệ mà suối chúng ta làm cái điều gì đó mà nó đúng không đúng theo lời phật dạy không đúng theo chân lý đó, mà không đúng theo cái hạnh hiền của tất cả mọi người ở đây đó để kiến tạo được cái cảnh thanh bình đó thì lúc đó ta hãy đổi thừa cho sư minh tuệ còn bây giờ sư minh tuệ điều khuyến tấn chúng ta đó là phải hết lòng yêu thương cha mẹ đó rồi đi tu theo chân lý của đức phật thích ca mỗi người đều sống nhau trong cái tình thương hảo hòa thì con hỏi cô bác làm gì mà gây nên tội ngài đâu có làm cái điều gì trái với chân lý của đạo phật đâu ngài đâu có làm gì mà không có kết nối được thiện duyên cùng với tất cả bạn hiện yêu chân lý đâu đó ngài đâu có làm tổn thương đến môi trường tới cái vỏ chai mà ngài còn bỏ phải cho nó đúng vô cái thùng rác nữa thì quý vị có thể là bắt chước được vậy không nếu cô bác anh chị em mà cầm những cái vỏ chai đừng bỏ bừa bãi như vậy cô bác bỏ ngay thùng rác thì cái hạnh của cô bác anh chị em được tôn vinh hay là được người ta phải phiền phức cho nên qua đó đó quý vị à những cái gì mà biết tu hành đó thì sách xưa bây giờ người ta cũng còn để lại nữa quý vị người ta nói là à, qua thơm nhờ nhị con người có giá trị nhờ có đạo đức Đức Thầy nói người tu như thể bá tòng ai ai cũng quý cũng trong cũng nhìn vậy thì mình đổi thừa cho sư Minh Tuệ làm ra những điều khổ thì nó không đúng. Cái này nói quan cho Ngài rất là nhiều. Thì con mong muốn làm sao đó quý cô bác anh chị em mình hãy tìm hiểu đi về cái lý tam quân rồi về những cái trận thiên tai địa ách trong cái cõi đời này. đó Tại sao mà trái đất của chúng ta nóng dần lên? đó Tại sao mà bây giờ đó cái bầu khí quyển của chúng ta bị ô nhiễm rất là nhiều? tại sao chiến tranh bây giờ đó một cái đầu đạn mà nổ ra rồi đó nó tiêu diệt gấp mấy ngàn lần cái sự mà sát xuất chết chóc ngày xưa đó cho nên đó, đây là những cái thảm họa mà trong cái buổi đời này chúng ta phải gánh chịu quý vị là tại do đâu vậy quý vị là tại do cộng nghiệp một cái sự cộng nghiệp mà rất là đặc biệt đó, tại sao mà đi xe chung á một cái xe đó bảy người mà đi từ trên núi xuống cái tự nhiên cái cục đá nó lăn xuống đè cái chiếc xe đó sáu người chết còn người sống vậy sao kỳ vậy chết chết hết đi sống sống hết đi là tại sao sáu người chết lại có người sống rồi trong cái chiến tranh đó thì mình mới thấy là ờ à, khi mà bom đạn bỏ xuống đó sập nhà sập cửa hang thành phố thì tan quan tại sao cũng còn có những người chết thì cũng có người sống tại sao một cái cơn mà lũ nó đi qua như vậy đó thì cả xóm làng cả một cái làng đó chết hết mà chỉ còn một người sống sót rồi tại sao mà cái đống đổ nát đó bao nhiêu người chết thì ta lại cứu sống được mấy người nó tại sao vậy là tại vì cái cộng nghiệp và biệt nghiệp trong nhà phật phân định rất là rõ ràng hãy chúng ta làm điều tốt thì chúng ta sẽ được cái sự mà nhân tốt đó che chở cho chúng ta mà đức thầy nói người làm phải như tầm trong kén thì có muôn tơ bao bọc ấm thân hay hoặc là ai mà tu tỉnh chuyên cần làm đường ngay thẳng thì có thần độ cho Người ta rớt xuống biển mà 4 ngày, 4 đêm như vậy đó thì chỉ có chết thôi. Nhưng mà anh này anh vẫn còn sống là tại sao vậy? Thì cái phước của người ta nó sẽ che đi cái nghiệp. Hay hoặc là cái phước đó mà mình làm những cái điều phải á. Thì ơn trên che chở cho mình có một cái sức mạnh vô hình. Mà cái sức mạnh đó nếu mà chúng ta nhìn bằng mắt phàm phu thì chúng ta không có thấy. Nhưng mà để để ý chút mà mình tin vào lời Phật ha mình tin vào những vị thánh hiền nói thì mình thấy đều có được những cái điều đó có khi bác sĩ chạy về đó là người ta nghĩ là cái bệnh đó chết rồi đó nhưng mà khi về rồi đó người ta lại niệm phật uống những cái thang thuốc nam rất là bình thường mà người ta lại vượt qua cái cảnh đau khổ đó để người ta được sống lại bình thường tại sao vậy thì phật pháp rất là nhiệm màu mà kể cả bây giờ đó khoa học cũng chưa lý giải nổi tôi nói những cái trường hợp như thế này thôi Bây giờ một cái trường hợp thực thể là nhục thân của Đức Lục Tổ đó Thì hồi trước tới giờ người ta nói cái xác mà được tồn tại qua bao nhiêu trăm năm nó đệ đều phải bị ốp Thấy không? Nhưng mà các ngài tu hành nó chứng ngôi tổ rồi ngài có ốp xác không? Có không? Như vậy bây giờ vẫn còn tồn tại Rồi đó mình thấy ở đất nước Việt Nam mình rất là vinh hạnh Khi ở ngoài chùa chùa đậu có cái ông Vũ Khắc Minh, Vũ sắc Khắc Trường đó. Hai chú cháu ở tu cùng một chùa nhưng mà dùng cái pháp môn niệm phật thì các ngày sau khi mà được giảng sanh cực lạc rồi thì bây giờ cái nhục thân vẫn còn à vậy thì mình chứng minh như thế nào đâu có ướp gì đâu mà người ta vẫn còn tồn tại như vậy là do đâu thì cuối cùng á những cái người mà ta nghiên cứu về khoa học á người ta mới thấy có những cái điều lạ không ướp xác mà tại sao nó vẫn tồn tại thì qua xa người ta thí nghiệm về xác nhục thể của đức lục tổ thì người ta mới biết cuối cùng á thì khoa học vẫn đưa ra cái nhờ công đức tu hành nó thấy không có những điều mà lý giải không có được đó là sự nhiệm màu của tôn giáo á, của đạo phật là như vậy đó cho nên nó qua đây đó thì quý vị ơi hôm nay đó gặp những cái chuyện mà nào là bảo tố á, rồi nào là cảnh đói khác hay hoặc hán hạn hán đó thì những người tu hiền hay hoặc là những vị thánh nhân á, quý vị à không có gây ra những cái mà nhân xấu đó các ngài chỉ gieo đến cho tất cả cô bác anh chị em là gieo điều hạnh phúc để tất cả cô bác biết được thế nào là cái điều mà phù hợp với lại đạo đức thánh hiền điều nào mà ích lợi cho tất cả mọi người đó thì cái điều đó chúng ta nên làm ở cho nên đức thầy dạy chúng ta quý vị phật tiên thánh lòng nhân hà hải những ước ao thế giới hòa bình nên ra đời truyền bá sử kinh cho bá tánh sửa mình trong sạch và Ngài cũng đã từng ao ước cho chúng ta biết là biết làm sao gieo đảo khắp đại đồng đưa nhân loại đi vào dòng hạnh phúc. Chứ không bao giờ những vị thánh hiền mà đeo gieo những cái điều phiền phức cho chúng ta. Cho nên Đức Thầy kêu gọi mình là ngõ lời khuyên nhân loại khắp gần xa ráng tu tỉnh hưởng đời chung cực lạc. Trên cửa Phật mùi hương thơm bát ngát dưới quân thần phụ tử Khải Hoàng Ca. Ấy là sông bốn biển hiệp một nhà không ganh ghét với câu thù hận quán trên kẻ trí lấy công bình phân đoán với dân dân trăm họ được im điềm trẻ với già dành hai chữ từ khiêm không còn thấy loạn luân nền can kỹ có như vậy thì chúng ta mới thấy được trên cửa phật mới mùi hơn thân bát ngát không quý vị chốn phật đường ráng trao đức hạnh à, phải bền lòng mới rảnh trần ai thưa quý đồng đạo cho nên qua đây đó thì con có cái dịp là để thánh phở trạng quỳnh nêu lên cái câu hỏi bắt cái nhịp cầu nhân duyên qua cái tinh thần đạo pháp con mới có được cái duyên lành cùng với tất cả cô bác anh chị em mình à, trao đổi tâm tình theo cái sự hiểu biết của con thì quý vị biết là nhân vô thập toàn ha nếu mà con trình bày hay có cái điều gì nó còn à, kém khuyết hay hoặc là sơ suất á mong cô bác anh chị em niệm tình quan hỷ nha rồi à, cô bác cứ comment xuống à, những cái à, kênh à, youtube quen thuộc của mình à, nếu có câu hỏi nào mà con à, con con thấy được đó thì à, con sẽ thu thập một à, là con sẽ à, ghi nhận để con bồi đắp cho cái kiến thức giáo lý của mình ngày được phong phú hơn cái thứ hai là con thấy chỗ nào mà mình chưa đúng đó con sẽ sửa sai điểm xuyến cho nó được đầy đủ hơn ha cho nó được hoàn mỹ hơn và những buổi tâm tình khác thì con với cô bác anh chị em cũng là những cái người mà sống trong cái sự rất là an lạc À, để chúng ta thực hiện lời của Đức Thầy là cùng cùng thầy cộng hưởng một vườn từ bi để thế gian này không có cái sự mà ganh ghét oán thù mà tất cả chúng ta đều là những cái bông hoa rất đẹp trong cái ngôi vườn đạo đức tạo thành cái rừng Bồ đề rất là râm mát mà mang trí huệ thanh tịnh ban rải đến khắp muôn nơi. À, có như vậy thì chúng ta mới kiến tạo được cái cảnh thế gian đau khổ thành cái cảnh cực lạc là an lành. À, xin chúc cầu cho cô bác anh chị em à, có được à, một buổi văn à, kinh thính pháp luôn được an lành trong từ quan của Phật pháp và con cảm ơn sự đồng cảm theo dõi của tất cả chư quý đồng đạo đã mấy mươi phút nghe con minh luận về giáo lý của đức thầy và nói lên được những cái điều mà chúng ta còn trăn trở qua cái hạnh lành của sư Minh Tế đối với một góc nhìn mà cho rằng sự đau khổ hôm nay về thiên tai địa ách hạn hán là do sư gây nên khi sư đã xuất hiện trong thế gian này. Thì đó chỉ là cái điều mà chúng ta nhìn Ở một cái góc độ nào đó Mà lấy thước đo nhân quả Thì nó cũng không đúng Cho nên cái gì sai thì chúng ta sẽ sửa lại Và cái gì đúng thì chúng ta sẽ phát triển Thì đây tức là tứ chánh cần Trong một 37 phẩm trợ đạo Của Đức Phật đã dạy Để chúng ta trở về với ngôi nhà Phật Đạo Sống trong cái tình thương bác ái đại đồng Nam Mô Bổn Sư Tích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô A Di Đà Phật